Kính chào quý vị và các bạn. Từ đêm qua, mưa ở vùng núi Bắc Bộ đã giảm hẳn, hôm nay trời chuyển nắng nhiều. Với khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ sẽ nắng nóng gay gắt. Ngay từ sáng nay ở Trung Bộ đã có nắng chói chang do khu vực này chịu ảnh hưởng rõ nét của hiệu ứng phơn. Có thể thấy rõ qua ảnh mây vệ tinh là những đám mây ẩm màu trắng này đã bị chắn hết ở bên phía Lào, còn ở khu vực Trung Bộ hiện không một gợn mây. Từ 10 giờ, một số nơi như là Đồng Hới và Đông Hà, nhiệt độ tăng cao 35 đến 36 độ C. Dự báo chiều nay nhiệt độ sẽ còn cao hơn. Khắp các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Hà Tĩnh, Đồng Hới xuống tới Huế, Quảng Ngãi và Tuy Hòa nắng nóng gay gắt 37 đến 38 độ C. Đây mới chỉ là nhiệt độ trong lều khí tượng, còn nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời phải lên tới 40 độ C. Bắc Bộ hôm nay nắng nóng cũng xảy ra ở nhiều nơi, trong đó vùng đồng bằng như là tại thủ đô Hà Nội, Bắc Ninh và Phủ Lý nắng nóng gay gắt 37 độ C, còn lại các nơi khác mức nhiệt phổ biến từ 34 đến 36 độ C. Nắng nóng cũng xuất hiện cục bộ ở miền Đông Nam Bộ trong chiều nay, tại Thủ Dầu Một và Biên Hòa 35 độ C, còn tại thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác cũng nóng 32 đến 34 độ C. Với khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột và Gia Nghĩa 30 đến 32 độ C. Sau 3 giờ chiều, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rông rải rác, mưa không to nhưng xảy ra sau một ngày nắng nóng vẫn cần đề phòng với sấm sét và gió giật mạnh. Trên biển, khu vực biển từ Bình Thuận xuống tới Cà Mau Kiên Giang ra đến ngoài khơi quanh vùng biển huyện đảo Trường Sa, cảnh báo mưa rông, lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển huyện đảo Hoàng Sa trời nắng, gió ổn định cấp 3 đến cấp 4. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trong chiều và đêm nay.